Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay bên cửa hàng em có hai cây lam rin của dòng Estin MS250, 230, 180, 170 nhé. Lam này là lam 50 nhé, lam 50. Lam này là lam rin chính hãng luôn á. Đây, bên Brazil Germany. Lam này là đầu lam nhông. Này chỉ có được hai cây thôi nha, giá bên em bán là 400.000 một cây, bên em bao ship nha, hai cây lâm riêng 50 nhé, dài 50, chạy 30 mắc sen rưỡi, sen mini, sen 370 mini nhé. Rồi ngay đây có một bộ tega bóp, bộ này 350 nhé. Đây bộ tega bóp đây, cầm đồ đầy đủ ha. Này nó có gài và không gài nhé, có chế độ gài ha, công tắc nằm ở trên phần ghi đông luôn. Thôi dây ga đồ đầy đủ ha. Rồi mọi người ở đây có 3 món nhé, mọi người lấy món nào thì liên hệ với số điện thoại 0344 174 170 để mua hàng nhé. Rồi bye bye mọi người nhé.